Xin chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp lúc 12 giờ trưa trên đài truyền hình IBC TV, được phát sóng tại hai miền Nam Bắc của tiểu bang California trên các băng tần 57.19, 16.12, 27.7, hệ thống Galaxy 19 khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada. Phụ trách chương trình, Hà Anh xin được gửi lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa quý vị khán thính giả, như thường lệ, trước khi vào phần thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị đến với phần điểm tin. Nhật Bản cho biết mức phóng xạ của nước biển gần Fukushima dưới giới hạn. Nga xét nghiệm gen xác nhận ông Prigozhin thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay. Ba binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay khi huấn luyện tại Úc. Nga tiến hành không kích vào miền Bắc và miền Trung của Ukraine. Tổng thống Zelensky nói rằng cuộc bầu cử có thể diễn ra dưới hỏa lực nếu phương Tây giúp đỡ. Và sau đây, xin kính mời quý vị khán thính giả đến với bản tin chi tiết đầu tiên. Kính thưa quý vị, Nhật Bản cho biết mức phóng xạ của nước biển gần Fukushima dưới giới hạn. Bộ Môi trường của Nhật Bản vào hôm ngày 27 tháng 8 đã cho biết, các cuộc kiểm tra nước biển gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản không phát hiện bất kỳ chất phóng xạ nào. Vài ngày sau khi chính quyền bắt đầu xả ra biển nước đã qua xử lý dùng để làm mát các lò phản ứng bị hư hỏng, Nhật Bản bắt đầu xả nước từ nhà máy Fukushima bị hư hại ra Thái Bình Dương vào hôm ngày 24 tháng 8, làm dấy lên làn sóng phản đối ở Nhật Bản và các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc, nước cấm nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản. Nhật Bản và các tổ chức khoa học cũng cho biết nước này an toàn sau khi được lọc để loại bỏ hầu hết các nguyên tố phóng xạ ngoại trừ tritium, một đồng vị phóng xạ của hydro. Vì tritium khó tách khỏi nước nên nước Fukushima được pha loãng cho đến khi mức tritium giảm xuống dưới giới hạn quy định. Bộ trưởng Môi trường là Akihiro Nishimura cũng cho biết việc giám sát sẽ được thực hiện với mức độ khách quan, minh bạch và độ tin cậy cao để ngăn chặn những tác động tiêu cực đến danh tiếng của Nhật Bản. Một quan chức cũng cho biết thêm, Bộ sẽ công bố kết quả xét nghiệm hàng tuần trong ít nhất là 3 tháng sắp tới đây. Nga cho biết, xét nghiệm gen đã xác nhận ông Prigozhin thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay. Các nhà điều tra của Nga vào hôm ngày 27 tháng 8 đã cho biết, các xét nghiệm gen đã xác nhận rằng ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner, nằm trong số 10 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay vào hôm ngày 23 tháng 8. Cơ quan hàng không của Nga trước đó cũng đã công bố tên của tất cả 10 người trên chiếc máy bay tư nhân bị rơi ở vùng Tver, phía tây bắc của Moscow. Họ bao gồm ông Prigozhin và ông Dmitry Yukin, cánh tay phải của ông, người đã giúp thành lập nhóm Wagner. Ủy ban điều tra của Nga cũng cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình trên ứng dụng nhắn tin Telegram, là một phần của cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay ở vùng Tver, các cuộc kiểm tra di truyền phân tử đã được hoàn thành. Và theo kết quả, danh tính của tất cả 10 người thiệt mạng đã được xác định. Chúng tương ứng với danh sách ghi trong tờ thông tin chuyến bay, cơ quan này đã cho biết. Chiếc máy bay tư nhân bị rơi 2 tháng sau ngày ông Prigozhin lãnh đạo một cuộc binh biến thất bại chống lại các tướng lĩnh hàng đầu của Nga. Ba binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay khi huấn luyện ở Australia. Quân đội của Hoa Kỳ cho biết rằng ba binh sĩ thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong cuộc tập trận quân sự ở miền Bắc Australia vào hôm ngày 27 tháng 8 trong một vụ tai nạn máy bay mà Thủ tướng Anthony Albanese đã cho biết là một sự thảm khốc. 5 người khác đã được chuyển đến Bệnh viện Quốc gia Darwin trong tình trạng nghiêm trọng. Lực lượng
Luân chuyển thủy quân lục chuyến, Darwin đã cho biết trong một thông báo đăng trên mạng xã hội và là mạng tin tức ở Úc Châu. Lực lượng này cho biết rằng họ nằm trong số 23 binh sĩ thủy quân lục chiến có mặt trên chiếc máy bay MV-22B Osprey trong cuộc huấn luyện định kỳ và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Người đứng đầu lực lượng cảnh sát lãnh thổ phía Bắc, Michael Murphy đã cho biết vụ tai nạn xảy ra trên quần đảo Tiwi xa xôi sau 9 giờ sáng. Ông Albanese cũng nói rằng nhân viên của Australia không liên quan đến vụ tai nạn xảy ra trong cuộc tập trận Predator Run 2023 này. Nga đã tiến hành không kích vào miền Bắc và miền Trung của Ukraine. Nga đã tiến hành một cuộc không kích ban đêm nhắm vào Ukraine vào hôm ngày 27 tháng 8, phóng tên lửa tới các khu vực miền Bắc và miền Trung của đất nước. Giới hữu trách của Ukraine đã cho biết, quân đội của Ukraine cũng cho biết đã bắn hạ 4 tên lửa hành trình trong tổng số 8 mục tiêu trên không được phát hiện, đồng thời cũng nói thêm rằng các mục tiêu còn lại có thể là sai. Họ cũng cho biết rằng không có ngay các cuộc tấn công. Thống đốc của vùng Kiev là Ruslan Kharchenko đã cho biết có 2 người bị thương và 10 tòa nhà bị hư hại do các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống tại một khu vực không được nêu cụ thể trong khu vực. Ông cũng nói trong một tuyên bố, nhờ sự chuyên nghiệp của lực lượng phòng không, không có cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc khu dân cư. Toàn bộ Ukraine đã được cảnh báo không kích trong khoảng 3 giờ sớm vào ngày 27 tháng 8, trước khi chúng được dỡ bỏ vào khoảng 6 giờ sáng. Ông Zelensky đã nói rằng cuộc bầu cử có thể diễn ra dưới hỏa lực nếu phương Tây giúp đỡ. Tổng thống của Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã đáp lại lời kêu gọi của một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ trong tuần này về việc công bố cuộc bầu cử vào năm 2024. Gần đây cho biết việc bỏ phiếu có thể diễn ra trong thời chiến nếu các đối tác chia sẻ chi phí, các nhà lập pháp chấp thuận và mọi người đều đi bỏ phiếu. Các cuộc bầu cử hiện không thể được tổ chức ở Ukraine theo tình trạng thiết quân luật, vốn phải được gia hạn 90 ngày một lần, và cuộc bầu cử tiếp theo sẽ hết hạn vào ngày 15 Tây tháng 11, sau ngày bầu cử quốc hội bình thường vào tháng 10, nhưng trước cuộc bầu cử tổng thống thường được tổ chức vào tháng 3 năm 2024. Các nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ đã đến thăm Kiev vào ngày 23 Tây tháng 8. Trong số đó có thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người đã hết lời ca ngợi cuộc chiến của Kiev chống lại Tổng thống Nga ông Vladimir Putin, nhưng vẫn cho biết nước này cần thể hiện sự khác biệt bằng cách tổ chức bầu cử trong thời chiến. Ông Zelensky trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với Natalie Moseyuk, người dẫn chương trình của kênh One Plus One đã cho biết, ông đã thảo luận vấn đề này với Graham, bao gồm câu hỏi về nguồn tài trợ và sự cần thiết phải thay đổi luật. Cuộc phỏng vấn đã được đăng tải trên kênh YouTube của Văn phòng Tổng thống Ukraine vào ngày Chủ nhật, ngày 27 Tây tháng 8. Kính thưa quý vị, chương trình tin tức tổng hợp xin tạm dừng giây lát để gửi đến quý vị khán giả phần bảo trợ thương mại. Hà Anh sẽ quay trở lại với một số tin tức mới nhất được cập nhật. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của IBC TV.